Làm gì khi mua nhầm đất bị phong tỏa, kê biên thi hành án? Độc giả hỏi, tôi có đặt cọc 500 triệu đồng mua một mảnh đất, có giấy đặt cọc viết tay, sau đó mới biết mảnh đất đó đang được định giá để thi hành án. Hiện, thửa đất không thể giao dịch. Vậy tôi phải làm gì để đòi lại tiền từ chủ đất? Trả lời, theo quy định của pháp luật thì, mảnh đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án thì sẽ không được phép chuyển nhượng. Việc người bán đất biết đất thuộc trường hợp không được phép chuyển nhượng nhưng vẫn cố tình chuyển nhượng nên hợp đồng đặt cọc viết tay trước đó sẽ bị vô hiệu. Như vậy, người bán đất buộc phải trả lại số tiền đã nhận từ bạn. Trường hợp khi bạn đòi mà người chuyển nhượng không trả lại, bạn có thể yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu. Hai bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và người chuyển nhượng phải bồi thường cho bạn khoản tiền thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên, khi khởi kiện tại tòa án thì bạn cần phải thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh thửa đất trên hiện đang bị phong tỏa, kê biên theo quy định của pháp luật. Và các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc thực hiện hợp đồng đặt cọc giữa hai bên như các văn bản liên quan đến thi hành án, hợp đồng đặt cọc bản gốc, giấy nhận tiền. Vì vậy, các bạn lưu ý rằng trước khi mua đất thì phải kiểm tra thật kỹ về tình trạng pháp lý của thửa đất đó để tránh được những rủi ro đáng tiếc và hậu quả pháp lý rắc rối sau này.